Dạ, cây cảnh Quy Hoàng mến chào tất cả các cô chú anh chị đang xem kênh Lời TK Bonsai trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh Quy Hoàng nhà em giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số loại cây bonsai ăn trái ha. Gồm có ổi nè, khế, rồi xoài, me hết cô chú anh chị. Em thì ở quận Ông Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại của em là 0939081082. Em có tùng, có sung, rồi có nguyệt quế nè. Dạ, hôm nay là mã C hết cô chú anh chị. Đây là mã 1C ha. Đây là một cây ổi tàu lá chung ạ. Là em xây rồi em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Đây, cây này là một cốt lên hai thân ạ. Em xin phép đo thông số ạ. Cây có chiều cao là được khoảng 53 ạ. Đây, 53. Dạ, tán dài là 64 hết cô chú anh chị. Cây phơm tàn rất là ấm luôn. Cây này già cây lắm, đang cho trái nữa nè cô chú anh chị ơi. Đây, đó trái đây nè ha. Ở đây nữa nè. Dạ, có bông nữa. Tụi em đã điểm dây hoàn thiện hết cho mình rồi. Cái nào ăn dây về cô chú anh chị tháo ra giùm em ha. Đây, em đo hoành thân nè. Hoành thân ngay đây là được 24 hết cô chú anh chị. Đây, cây có đế nữa nè. Về mình trồng mình khai thác thêm giùm em ạ. Mã này mã 1C ha. Cây ổi này em bao ship toàn quốc với giá là 1.800.000 hết cô chú anh chị. Và khi ship thì cho phép em bỏ chậu lại ha. Em bó bầu cho cây nó đi an toàn ạ. Về mình sang vô cái chậu đẹp với cô chú anh chị ơi. Cây nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Cây cốt cành lớn lắm luôn rồi nè. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 2C hết cô chú anh chị. Đây cũng là một cây ổi tàu ạ. Bữa nay em được 3 cây ha. 3 cây ổi tàu mà dáng nó khác nhau á. Cô chú anh chị thấy ưng ý dáng nào thì liên hệ số điện thoại của em ha. Dạ, cây 2C thì có chiều cao được khoảng 49 ạ. Có tán dài là 59 hết cô chú anh chị. Cây này là dáng cực lắc ạ. Đây, phơm tàn thì nó đang cho chèo non rất là nhiều ha. Khoảng nửa tháng nữa thôi là lọc non nó ra, nhìn cây nó ánh tàn á, nó sẽ đẹp hơn lúc bây giờ luôn hết cô chú anh chị. Đây, rồi cây này thì cũng có hoành thân là 24 hết cô chú anh chị. Đây, cây nào cũng có đế hết, về mình trồng mình khai thác thêm ha. Cốt cành nè bằng ngón tay của em rồi ha cô chú anh chị. Đây. Dạ, mã này là mã 2C ha. Cây này thì có giá là 1.600.000 hết cô chú anh chị. 1.600.000 em cũng bao ship cho mình luôn. Và khi ship thì em cũng không có ship chậu, em cũng bó bầu ha. Dáng trực lắc nè, cái thân nó to lắm đó cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 3C hết cô chú anh chị. Đây cũng là một cây ổi tàu nữa nè. Cây này thì dáng một có một nhánh trực, một nhánh bay ra ha. Cây này dáng rất là đẹp luôn nè. Đang cho bông rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Này, em đo thông số ạ. Dạ, cây này có chiều cao lên đây là 40 ạ. Này. Tán dài là 70 hết cô chú anh chị. Này, em đo tán ngang cho mình gõ luôn là 48 à. Cây phơm tàn cũng ấm rồi hả cô chú anh chị. Bông với nhiều lắm rồi, đậu trái lai gai luôn rồi. Giống ổi này là giống ổi tàu á, mà siêu trái á cô chú anh chị. Này, về mình trồng một thời gian nữa, cây nó cho lọc non ha, nó ấm tàn rồi ra bông ra trái nhiều nữa. Rồi em đo hoành thân đi. Hoành thân cây này là được 23 nè. Đây, cây này cũng có đế luôn hả cô chú anh chị. Này, dáng cây này đẹp lắm nghe cô chú anh chị, về mình sang chậu ha. Cây này là mã 3C ha. Cây này thì cũng có giá là 1.600.000, em cũng bao ship cho mình luôn. Cô chú anh chị mua cây nhà em cũng biết rồi ha. Cây thì em bán bao ship và bao sống ha. Mà cây thì ở chậu xi măng thì em không có ship chậu, em bó bầu hết ạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Cái nào không gõ thì liên hệ số điện thoại của em 0939081082 để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình hết cô chú anh chị. Đây. Dạ, tiếp theo là mã 4C hết cô chú anh chị. Em có một cây sung nè. Cây sung dáng nằm hình thú nhìn đẹp lắm hết cô chú anh chị. Cái này về mình sang chậu chữ nhật giống như em gì nè, mình lên chậu men á, cây nó sẽ nhìn tăng giá trị hơn ạ. Mã 4C ha. Cây sung này có chiều cao lên đây là được khoảng 60 á. Em đo em trừ hao cho mình á. Đây. Dạ, có tán dài em đo như thế này đây là được 90 hết cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi, tán ngang thì là 62 ạ. Cây thì phơm tàn ấm lắm rồi, cốt cành nó già rồi. Có những chỗ thì tụi em đã tháo dây ra luôn rồi hết cô chú anh chị. Đây, em đo hoành thân đây đi. Đây, đo ngay chỗ đây ha. Dạ, hoành thân cây là được 27 ạ. Chiều dài ha. Chiều dài em đo từ đây là tới chỗ này được 45 hết cô chú anh chị. Đây, đây nè, cái cốt lớn ha. Em hạo hạo một cái cốt lớn cho cô chú anh chị gõ luôn. Là ngay chỗ này ha. Ngay chỗ này thì được khoảng 8 hết cô chú anh chị. Đây, cây thì nó đang cho trái luôn nè cô chú anh chị ơi. Trái chùm chùm ha. Cây này là cho trái quanh năm luôn á cô chú anh chị, an tâm đi ha. Trái sung này mình ăn được đó cô chú anh chị.
Đây, mã này là mã 4C ha. Cây sung này có giá là 1 triệu 7 hết cô chú anh chị. 1 triệu 7 em bao ship cho mình luôn á. Cây có một mặt cắt duy nhất thôi ạ. Đây, dáng hình thú rất là đẹp nha. Có giò nè cô chú anh chị ha. Đó. 1 triệu 7 ha. Cây form ấm hết luôn ạ. Rồi em xin phép xuống cây ha. Dạ, tiếp theo em lên mã 5C hết cô chú anh chị. Ôi, con ốc. Dạ, mã 5C đây là một cây trào phúc kiến đó cô chú anh chị ơi, hay còn gọi là bùm sụm ha. Cây này nó già cây dữ lắm luôn rồi, nhìn cái gốc giống như mai chúa thủy vậy. Rồi em sẽ đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được khoảng 34 ạ. Này. Dạ, tán dài là 64 hết cô chú anh chị. Cây tụi em điểm lặt lá và nó đang ra lọc non rất là nhiều rồi nè cô chú anh chị. Có chỗ này đưa chưa ra ha, mấy chỗ này thì nó ra ấm tàn lắm. Cây này về mình sang cái chậu nữa cây sẽ đẹp hơn nữa ha. Mã 5C ạ. Rồi em đo cái hoành thân ngay chỗ này đi. Em đo ngay chỗ này là được 36 nè. Cây nó giót đọt ha, càng lên thì nó càng nhỏ lại. Em đo xích xích lên đây thì được 26 ạ. Rồi. Tổng hoành đế như thế này đây là được 60 hết cô chú anh chị. Đó, 60. Mã này mã 5C hết cô chú anh chị. Cây này là cây trào phúc kiến á. Cây này em bao ship toàn quốc. Quý giá là 2 triệu 2 hết cô chú anh chị. Đây. Cây này nó già dữ lắm luôn rồi. Mấy cái nu mấy cái này nè ha. Đây, mấy chỗ này thì là mặt cắt á, tụi em xử lý cho mình hết rồi. Đó. Nó già nó sam cứng ha, mấy cái sẹo thì nó sam cứng nó liền hết, không có một chỗ nào hết hết cô chú anh chị. 5C ha, cây trào phúc kiến 2 triệu 2 và em không có ship chậu hết cô chú anh chị. Rồi, em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 6C hết cô chú anh chị. Đây là một cây tùng ha. Đây, tùng này là tùng vạn niên hết cô chú anh chị. Đây, một cây tùng dáng bay ha. Rồi, em đo thông số luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 50 ạ. Tán ngang là 59 ạ. Tán dài là 92 hết cô chú anh chị. Tùng này già cây lắm rồi cô chú anh chị ơi. Form tàn ấm dữ lắm luôn rồi. Cây này lâu lắm rồi ha, cốt cành lớn lắm. Mấy cái dây mà này về cô chú anh chị có thể tháo ra được luôn rồi đó. Rồi em đo cái hoành thân đi ha. Dạ, hoành thân ngay đây là được 15 hết cô chú anh chị. Ngay cái eo nè, được 15. Cây có đế ha, để em hạo hạo cái đế cho cô chú anh chị gõ ha. Dạ, hoành đế là được khoảng 32 hết cô chú anh chị. Này, 32 nè, đế đều lắm luôn á. Đây, cây này già cây lắm luôn. Mã này là mã 6C hết cô chú anh chị. Cây tùng này có giá là 1 triệu 9 em bao ship ha. Và em cũng không có ship chậu ha. Đây. Cây này tiền ship cũng khá là nhiều của cô chú anh chị ơi. Cây đế đẹp ha. Thân thì nó hơi nhỏ nhưng mà đế nó đẹp. Nó được một cái là nó không có một không có bị lũa cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây luôn ha. Cái nào mình không gõ thì liên hệ số điện thoại của em 0939 081 082 để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình. Dạ, tiếp theo em lên cho cô chú anh chị là một cây linh sam. Đây là linh sam sông Hinh ha. Cây nó thần chậu hết rồi, cũng dáng bay luôn à. Rồi em đo thông số cho mình gõ hết cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là được khoảng 33 ạ. Có tán ngang là 60 hết cô chú anh chị. Tổng tán dài là 69 ạ. Tán dài là 69. Linh sam sông Hinh. Cái đây là cái mặt bông của linh sam này hết cô chú anh chị. Hoa màu tím như thế này đây nè. Đó, chỗ này thì nó nhiều nè. Cái này là em không có làm bông á, em để cho cây nó nở tự nhiên á, nên nhìn nó chưa có gỗ ha. Còn cô chú anh chị nào mà thích làm bông á, về lá nó già như thế này nè, cô chú anh chị lặt lá cho em ha. Lặt lá rồi nữa mình tưới nước lại. Mình để năm đến tuần lễ rồi mình tưới nước lại thì cây nó sẽ cho hoa. Đây em đo cái hoành thân cây ngay chỗ này hết cô chú anh chị. Là được 34 ạ. 34. Cây nó già lắm, nguyên một cái củ co lắc ngay chỗ này ha. Cốt cạnh thì lớn luôn rồi. Cái nào ăn dây mình cũng có thể tháo ra được luôn hết cô chú anh chị. Đây nè, nguyên một cái dàn xương ở dưới đây nè, cứ nó lớn rồi nè. Đây, quay cái. Đó, cái dàn xương cốt lớn lắm hết cô chú anh chị. Đây, cái nào ăn dây mình có thể tháo ra luôn ha. Cây này đường thân co lắc rất là đẹp ha. Mã này là mã 7C hết cô chú anh chị. Cây linh sam sông Hinh này em bao ship toàn quốc với giá là 2 triệu 4 ha. Khi ship thì em ship cả chậu cho mình luôn hết cô chú anh chị. Đây. Rồi xuống cây luôn.
xuống cây luôn. Dạ, tiếp theo là mã 8C hết cô chú anh chị. Đây là một cây sâm hương á, sâm hương Đài Loan á cô chú anh chị ơi. Cây này thì cái dáng rất là đẹp luôn nè. Đó. Đường thân co lắc. Cây có chiều cao lên đây là 35 ạ. Tổng tán dài là 72 hết cô chú anh chị. Đây, cái lá của sâm hương á nó rất là thơm luôn, mùi thơm nó dễ chịu lắm á cô chú anh chị. Tụi em điểm dây á thì cây nó đang ra lá non hết cô chú anh chị. Này. Cây có hoành cũ ở đây là được 41 hết cô chú anh chị. Này, em đo cái hoành thân trên đây đi. Này. Hoành thân ở đây là được 20 ạ. Đường thân co lắc nhìn rất là quái cây hết cô chú anh chị. Đây nè, đó, nó co hai nhịp. Đó. Cây bay ra ha. Cây này là mã 9C, một cây sâm hương Đài Loan. Cây này có giá 1.6 triệu hết cô chú anh chị. Mã này mã 8C chứ, 1.6 triệu. 1.6 triệu em bao ship cho mình luôn ha. Cây này về cô chú anh chị sang chậu á, nó cây nó đẹp hơn ha. Cây này là giót đen em ship cho mình luôn. Cây nó thuần lâu lắm rồi nên cô chú anh chị an tâm đi ha. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 9C. Đây là một cây mai chiếu thủy nu gò công ha cô chú anh chị. Đài. Cây 9C ha, mai chiếu thủy nu gò công. Để em xay một vòng nữa rồi em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Đây. Cây có chiều cao lên đây là 41 ạ. Có tán dài là 58 nhé cô chú anh chị. Cây phơm tàn ấm lắm rồi cô chú anh chị ơi. Mai chiếu thủy nu gò công, cái cây này là nó già cây dữ lắm luôn mà nó thuần chậu nữa. Ở chậu lâu lắm rồi, cốt cành lớn ha. Đây em đo cái hoành thân ha. Hoành thân ngay đây được 20 hết cô chú anh chị. 20 nè. Em hạo cái hoành đế cho cô chú anh chị gõ ha. Đó, hoành đế em hạo như thế này đây là được 50 ha. Đây, cây đế đều luôn, mặt nào cũng có đế hết. Cây nó già lắm nè cô chú anh chị. Đường thân đều qua, đường thân có một nhánh tử ở đây ha. Đây cây nó già nó nu nu ha. Cốt cành thì bằng ngón tay của em á. Mã này mã 9C, cây này có giá 1.9 triệu em bao ship hết cô chú anh chị. Giờ em không có ship chậu ha. Đây, chậu này cũng là chậu xi măng á, cho phép em rút chậu bó bầu đi hết cô chú anh chị. Cho cây nhà mình đi an toàn á. Rồi em xuống phép xuống cây luôn ha. Dạ, tiếp theo em lên tiếp cho cô chú anh chị là một cây lộc vừng ha. Lộc vừng này là lộc vừng bông đỏ ha. Mã này là mã 10C ha. Đây, cây cũng thuần chậu hết rồi. Rồi. Dạ, cây có chiều cao lên đây là 49 ạ. Tán ngang như thế này đây là 59 ha cô chú anh chị. Đây, cây này nó già cây á, cốt nó lớn lắm rồi đó cô chú anh chị ơi. Rồi, em đo cái hoành thân ha. Dạ, hoành thân ngay đây là 27 ha cô chú anh chị. 27. Rồi cây có củ nè. Cây già lắm, hoành củ là 47 hết cô chú anh chị. Này, cái củ nó còn nữa nè, nó còn sâu xuống dưới đây lắm luôn á. Về nhà mình trồng á, mình sang chậu mình khai thác thêm giùm em hết cô chú anh chị. Mã này là mã 10C ha. Cây lộc vừng này em bán với giá là 1 triệu đồng hết cô chú anh chị. 1 triệu đồng em bao ship, cây nó thuần nè cô chú anh chị nhìn nè ha. Khi ship thì em để như thế này đây rồi em bó bầu ha. Em ship cho cô chú anh chị, cây nó thuần lắm nên mình an tâm giùm em đi ha. Rồi 1 triệu đồng mã 10C cây lộc vừng. Cái nào mà cô chú anh chị không gõ thì liên hệ số điện thoại của em 0939 081 082 để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình ha. Dạ, tiếp theo là em có một cây me hết cô chú anh chị. Đây là một cây me chua ha. Đây, cây cũng thuần chậu lâu lắm rồi. Dây thì tụi em đã điểm hai nước cho mình hết cô chú anh chị. Đây em đo thông số à. Cây me mã 11C có chiều cao là 39. Tán ngang là 54. Đây. Tán dài cũng là 54 hết cô chú anh chị. Đây. Cây dáng nhìn nó quái quái ha. Này. Em đo cái hoành thân cây đi. Hoành thân em đo ngay đây là 15. Hoành cũ là 42. Cây có cũ ha, nguyên một cái cũ đặc luôn. Dạ, mã 11C cây me này có giá là 900.000 em bao ship hết cô chú anh chị. Em bao ship và em không có ship chậu ha. Cái chậu này em để demo này, em ship thì em ship cái giót đen ở trong ha cô chú anh chị. Đây. 11C cây me chua 900.000 em bao ship. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 12C hết cô chú anh chị. Đây là một cây siro á, siro dáng bay ha. Đây. Cây này về nhà mình trồng á cô chú anh chị có trái ha, trái siro thì mình làm nước uống ha, có nhiều giá trị dinh dưỡng lắm á cô chú anh chị ơi. Cây này có chiều cao lên đây là được 40. Tổng tán dài như thế này đây là 60. Đây. Cây phơm tàn cũng ấm này hả cô chú anh chị. Này. Hoành
Quỳnh thang cây em đo ngay chỗ này ha. Đo ngay chỗ này là được 20. Cây có đế nữa nè. Về cô chú anh chị khai thác đế thêm ha. Mã 12C ha. Cây Sigo này có giá là 800 ngàn ha cô chú anh chị. 800 ngàn em bao ship. Và em không có ship chậu ạ. Em cũng bó bầu ha cô chú anh chị. Cây nó thuần hết rồi nên mình an tâm cho em đi ha. 800 ngàn ạ. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 13C ha cô chú anh chị. Đây là một cây khế ạ. À, khế chu em ghép với khế nhật ha. Đây, khế chu em ghép với khế nhật. Cây này đang cho trái luôn rồi ha cô chú anh chị. Đây. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 57 ạ. Có tán ngang là 57 luôn ạ. Những cái đọt non này nè cô chú anh chị biết không, nữa nó ra bông á, rồi nó sẽ cho trái ha. À, khi xếp á, xa xếp khoảng 5 ngày á, thì nó có thể vàng rụng lá ấy, cô chú anh chị về nhà mình nó cho lọc non lại là nó cho bông cho trái ha. Cây khế này có hoành thân là 30 ạ. Em hạo hạo tổng hoành đế cho cô chú anh chị gõ ha. Em đo tới đây là được 54 nè. Cây đang cho trái ngay chỗ này nè cô chú anh chị. Trái này nó còn lớn lên rất là nhiều lần ha. Đây là trái khế khế nhật nè. Đó. Ăn vô nó cũng có vị chua ha. Mã 13C. Cây khế này có giá 900 ngàn em bao ship luôn ha cô chú anh chị. Và em cũng không có ship chậu ạ. Đây 900 ngàn ha. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Cái nào mà cô chú anh chị không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha, để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình. Em thì ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Còn cô chú anh chị nào ở gần thì lại giữ cây em mua ủng hộ em ha cô chú anh chị. Và tiếp theo là mã 14C. Em lên một cây cóc cho cô chú anh chị ha. Mà cây cóc này là cây cóc gừng ha. Cóc gừng á, mình một là mình chơi như thế này đây ha cô chú anh chị. Mình trang trí quán cà phê hay là ban công hay để trong nhà mình cũng được ha. Hai là mình ghép thêm với cóc thái ạ. Em xin phép đo thông số ha. Ghép cốc thái thì nó sẽ cho trái nhiều hơn ạ. À. Đây đo cây cốc này đo chiều cao từ đây lên đây đi thì lên tới đây là được 44 hết cô chú anh chị. Này. Cái thân nó nhỏ nhưng mà nó rất là quái cây ha. Cây này giống như mình chơi cây nghệ thuật á. Hoành thân thì chỉ được 10 thôi hết cô chú anh chị. Đây, hai cái thân chồng vô đây nè, hai cái thân vô đây. Đường thân thì nó co lắc ha. Này. Mình về mình ghép cốc thái vô cái bo này nè cô chú anh chị ơi. Và một cây lên hai cây. Có một cây thôi anh. Đây nè. Hai cái rễ nó lên đây rồi nó dính lại dưới đây á. Nên nhìn cái này là chơi cây quái á, cây nghệ thuật ha. Chiều cao của cái tượng đi, chiều cao của cái tượng là được 29 nè. Chiều dài của cái tượng là được 26 ha. Em đo nhiều chi tiết để cho cô chú anh chị ước lượng được cái độ lớn nhỏ của cây ha. Mã này mã 14C. Cây cóc này có giá là 1,4 triệu hết cô chú anh chị. Em ship cả cái tiểu cảnh tượng này cho cô chú anh chị ha, là chú tiểu cổng tài lộc ha. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ tiếp theo là bữa nay em có mấy cây xài Đài Loan á. Đây, cây này là mã 15C hết cô chú anh chị. Một cây như thế này đây là 300 ngàn em bao ship luôn ha. Đây, dạ cây cao lên tới đây là 69 ạ. Đây. Thân thì là 9 hết cô chú anh chị. Đây. Nó còn cái củ ở đây nè. Về mình sang chậu mình khai thác thêm cái củ ở đây nè cô chú anh chị ơi. Đường thân thì nó co lắc ha. Cây này là xài Đài Loan ha. Cây này mã 15C, cây này 300 ngàn em bao ship luôn ạ. Dạ ghép. Cái mắt này là mắt ghép, xài Đài Loan mà ghép. Dạ dạ. 15C 300 ngàn ha. Rồi em xuống cây ha. Dạ tiếp theo mã 16C hả cô chú anh chị. Cây này thì lớn hơn 400 ngàn hả cô chú anh chị. Cũng là xài Đài Loan ha. Cây này có chiều cao lên, em đo lên tới đây thôi là được 60 hết cô chú anh chị. Đây. Cái thân ngay chỗ này thì được 10 ạ. À. Đây. Rồi, tổng cái hoành cũ ở đây là được 31 ha. Đây, cây này thì là 400 ngàn ạ. À. Cũng là xài Đài Loan cây ghép hết cô chú anh chị. Đây về sang chậu á, mình trồng thời gian cây có trái hết cô chú anh chị. Rồi, em xin phép xuống cây luôn ha. Mã 16C 400 ngàn. Rồi, 17C cũng là xài Đài Loan ha. Cây này thì 300 ngàn hết cô chú anh chị. 300. 17C ạ. À. Rồi cây có chiều cao lên tới chót trên đây là được 80 hết cô chú anh chị. Này. Cái thân cây thì được 8 ạ. À. Này có cái củ ở đây nè. Cái củ ở đây thì được 20 ha. Cây này mã 17C là 300 ngàn luôn hết cô chú anh chị. 17C 300 ngàn ạ. À. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 18C ạ. À. 18C em bữa nay em được 4 cây nguyệt quế ha. Nguyệt quế lá sắn bông trùm hết cô chú anh chị. Cây đầu tiên là mã 18C. Này. Em xin phép đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 52 ạ. À. Có tán dài là 69. Cây phơm tàn ấm lắm rồi cô chú anh chị ơi. Hoa
Thì hoa nguyệt quế thì màu trắng nha, bông nó chùm chùm, nó thơm lắm đó cô chú anh chị. Này, em đo cái hoành thân ha. Này, cây này là tổng hoành thân ở đây là được 32 hết cô chú anh chị. Này, một cốt mà lên 3 thân ha, tam tài hết cô chú anh chị. Này, về sang chậu đi, cây này đẹp hơn lắm luôn ạ. Này, cây có đế nữa nè, về cô chú anh chị trồng khai thác đế thêm ha. Cây mã 18C, cây này có giá là 1,2 triệu hết cô chú anh chị. 1,2 triệu em bao ship. Và em không có ship chậu ha, em cũng bó bầu đi. Này, chậu xi măng ship nó bể hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Rồi em xin phép xuống cây ha. Dạ, tiếp theo là mã 19C hết cô chú anh chị. Cũng là nguyệt quế ha, nguyệt quế lá sắn bông trùm, cây này dáng trực ha. Này, rồi em đo thông số cây này ha. Cây có chiều cao lên đây là được 70 ạ. Cây này là đang bông trùm trùm luôn á cô chú anh chị. Có tán dài là 70 luôn hết cô chú anh chị. Này, này cây này phơm tàn ấm lắm luôn rồi nè. Đây, hoa chùm nè cô chú anh chị ơi. Bông nó sắp sửa nở nhiều lắm. Đó, đây là nó nở ra gai nè. Bông chùm chùm nụ còn nhiều lắm á cô chú anh chị ơi. Cây này mà về nhà mình ha, là nó sẽ gực hoa luôn á. Tại hiện bây giờ là nó đang tạo nụ rất là nhiều rồi đó. Rồi em sẽ đo cái hoành thân cây ha. Hoành thân cây em đo ngay chỗ này là được 27 hết cô chú anh chị. Này, cây có đế đây nè. Về cô chú anh chị trồng khai thác đế thêm gì em ha. Em đo tổng hoành đế sát sát ở dưới đây đi là được 42 hết cô chú anh chị. Này nè, đó. Dạ rồi, mã này là mã 19C ha. Cây này có giá 1,1 triệu em bao ship hết cô chú anh chị. Đây, nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Cây tụi em điểm dây cho mình hết rồi, ấm tàn lắm luôn ha. Về sang chậu là chơi thôi à. 1,1 triệu 19C rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 20C hết cô chú anh chị. Đây cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm ha. Đây, cây này thì có giá là 900 ngàn hết cô chú anh chị. Đây, cây này có chiều cao lên đây là được 62 ạ. Có tán ngang là 60 hết cô chú anh chị. Đây, cây nào vơm tàn nó cũng ấm hết trơn. Cây nào cũng là bông chùm không á cô chú anh chị ơi. Hoành thân cây này thì được 20 hết cô chú anh chị. 20 nè, cây cũng có đế luôn. Cây này thì 900 ngàn ha. Mã 20C 900 ngàn. Cũng là nguyệt quế lá sắn bông chùm. Rồi em xin phép xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã 21C ha. Đây cũng là cây nguyệt quế ha. Đây, rồi cây dáng trực luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây được khoảng 49 nè. Có tán ngang em đo như thế này, đây là 60 hết cô chú anh chị. Rồi, em đo cái hoành thân cây đi, hoành thân ngay chỗ này là được 23 ha. Cây cũng còn đế nữa nè. Đó, cây mã 21C thì cây này có giá 850 ngàn em bao ship hết cô chú anh chị. Đây cũng là nguyệt quế lá sắn bông trùm ha. Cây này 850 ngàn em bao ship ạ. Rồi, em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Cái nào không rõ thì liên hệ số điện thoại của em ha, để em hỗ trợ chụp hình thêm cho mình ạ. Dạ, hết nguyệt quế rồi, em lên cần thân cho cô chú anh chị ha. Cây này là mã 22C ha. Cần thân thì mình chơi phong thủy hết cô chú anh chị. Này, cần cù thân tiến nè. Mình không hôi là mình không thích thì mình ghép với cam mỹ ha. Cam mỹ cho nó có trái nhìn nó đẹp hơn ha. Cây thì có chiều cao em đo lên tới chót trên đây thì được 29 nè. Có tán dài là 49 nha. Này, cây cần thân, đường thân co lắc, phơm tàn ấm rồi hết cô chú anh chị. Này, em đo cái hoành thân ngay đây đi. Hoành thân ngay đây là 14 nè. Em hảo hảo hoành cũ cho cô chú anh chị rõ ha. Hoành cũ là 44 nè. Mã này là mã 22C ha. Cây này thì này, cây này thì có giá là 700 ngàn hết cô chú anh chị. Này, 700 ngàn. Cái thân nó co lắc nhìn rất là quái ha. Đó, 700 ngàn, 22C. Rồi, xuống cây hết cô chú anh chị. 23C, cây này cũng 700 ngàn hết cô chú anh chị. 700 ngàn. Cũng là cần thân ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 46. Có tán ngang là 47. Hoành cũ 40 cô chú anh chị. Hoành thân 12. Cây này cũng có giá 700 ngàn. 23C. Em cũng bao ship cho mình ha. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi 24C cũng là cần thân hết cô chú anh chị. Cây này cũng có giá 700 ngàn em cũng bao ship cho mình ha. Cây có chiều cao lên đây là 42.
có tán dài là 50. Cây phơm tàn ấm lắm rồi cô chú anh chị ơi, cây nào nhìn nó cũng quái cây hết ha. Những cây như thế này đây về mình sang chậu á, không thôi mình gắn tiểu cảnh đó cô chú anh chị, nhìn nó đẹp hơn ha. Hoành cũ là 41, hoành thăng thì khoảng 90. Hoành thăng ngay đây là 10 luôn hết cô chú anh chị. Đó, nguyên cái củ đặc luôn, 700 ngàn luôn hết cô chú anh chị, 24C ha, 700 ngàn luôn. Rồi em xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã 25C hết cô chú anh chị. Đây là một cây linh sam ha, linh sam đá gí ha. Này, cây thần chậu hết rồi, đường thăng co lắc dáng bay ha. Cây có chiều cao lên đây là được khoảng 45 ạ. Có tán ngang là 54, tán dài là 74. Này, cây này là mã 25C hết cô chú anh chị. Này, hoành thăng cây là 13. Cây có đế dưới đây nè, em hạo hạo cái đế cho cô chú anh chị gõ ha. Này, nè, cái tay em chụm lại ha, tại nó dướng bên đây em đo như vậy thì nó kích thước nó rất là lớn nè. Cái rễ nó treo á, nó ăn ngay chỗ này luôn nè cô chú anh chị nhìn ha, cây này rất là quái cây ha. Đó, này là lá gí nghe cô chú anh chị, cũng cho bông màu tím luôn ha. Cây này là mã 25C, cây này có giá là 1.400.000 em bao ship hết cô chú anh chị, 1.400.000 ạ. Rồi em xin phép xuống cây ha. Dạ, tiếp theo mã 26C là em có một cây, cây này là cây bằng lăng hết cô chú anh chị, bằng lăng gừng á. Cái này em bán như bán phôi đi hết cô chú anh chị. Mà cái gốc này là nó lâu lắm rồi, nó thuần hết rồi, nó thuần chậu luôn rồi. Đây, mình về mình ghép với tuần vi ha. Chiều cao lên tới cái phôi trên đây là được 67 nè. Rồi em hạo hạo đi ha. Tổng cái hoành đế ở đây ha là được 85 đó cô chú anh chị ơi. Bằng lăng ha, bằng lăng thì nó đa số là nó hay bị lũa hả cô chú anh chị. Cây này nè, nó lũa nhẹ ha, lũa ngay chỗ này với mấy chỗ này nè. Cái chỗ nào mà nó có lũa lũa em chỉ cho cô chú anh chị gõ ha. Đây nè, với ngay chỗ này nè, mình về mình ghép với tường vi cho nó cho bông nhiều hơn ha. Mã này là mã 26C, cây này có giá 1.000.000 đồng em bao ship hết cô chú anh chị, em không có ship chậu ha. Cây này thì nó thuần hết rồi, rễ nó ăn xuống tới đất chậu luôn rồi, nên cô chú anh chị an tâm về đậu sống đi. Mình về mình chỉ cần ghép với thêm vài bo tường vi nữa cho nó có hoa cho đẹp hết cô chú anh chị. 1.000.000 đồng mã 26C, một cây bằng lăng. Rồi em xin phép xuống cây ha. Dạ, tiếp theo là em lên mai chiếu thủy hết cô chú anh chị. Đây là mai chiếu thủy Trung Nu ha, mã này mã 27C. Này, rồi cây này có chiều cao là được 21 nè, có tán dài là 48. Cây này thì tán thì rất là ok luôn rồi cô chú anh chị, rất là ấm tàn ha. Về mình sang chậu mình để ban công cũng đẹp, hay để trong nhà hết cô chú anh chị. Hoành thăng cây thì là 17 ha, mã 27C ha. Này, mai chiếu thủy Trung Nu có giá 500 ngàn hết cô chú anh chị. Mấy cây này tụi em điểm dây hết trơn cho mình luôn rồi, cốt thì bằng ngón tay út của em ha. Này, có cây, mấy cây này về mình làm bông á, nó nở ra rất là thơm ha. Rồi 500 ngàn, 27C em xuống cây hết cô chú anh chị. Rồi 28C nè, cây này cũng có giá 500 ngàn luôn á cô chú anh chị ơi. Giá này mà bao ship nữa là rất là hữu nghị rồi hết cô chú anh chị. Này, cây này chiều cao lên đây là được 21 nè, có tán ngang là 32 nè, tán dài là 50. Cây này phơm tàn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Này, 28C ha, cây này 500 luôn ạ. Đây, hoành thăng cây là 15 ha. Này, cái cây này nè, đó, em nghiêng nghiêng cho cô chú anh chị gõ ha. Đó, cốt cành tụi em đã điểm dây hoàn thiện cho mình hết trơn rồi, tàn thì nó ấm khỏi chơi luôn ha. 28C 500 ngàn, rồi em xuống cây luôn ha. Dạ, tiếp theo 29C hết cô chú anh chị. Đây là một cây linh sam song hình nè. Cây này em để tự nhiên mà nó gực hoa quá trời luôn á cô chú anh chị ơi. Này, cái nó già rồi tự nó ra bông luôn à. Mưa cái nó gành nở hoa luôn. Cây này có chiều cao là 31, có tán ngang là 48, tán dài là 65 hết cô chú anh chị. Này, đó, bông linh sam song hình là nó sẽ cho bông màu tím như thế này đây nè hết cô chú anh chị. Nó có mùi thơm nhẹ nhẹ ha. Này, cây này về sang chậu hết cô chú anh chị. Này, rồi hoành thăng cây là được 21 ha. Cây đế dưới đây còn lớn hơn á cô chú anh chị ơi. Dạ, cây này có giá 1.000.000 đồng em bao ship hết cô chú anh chị. Dạ, này, 1.000.000 đồng em bao ship. Cây cốt cành già tụi em điểm dây tới cái mắt nhỏ luôn, cũng có dây nữa ha. Cái nào ăn dây thì về mình tháo ra đi ha. Đây, 1.000.000 đồng hết cô chú anh chị. Đây cũng là mã cuối clip của cây cảnh Quy Hoàng ngày hôm nay. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ cây nhà em trong thời gian qua. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai vào những clip sắp tới à. Em xin chào ạ.